Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Lâm Đồng tăng cường quản lý đất lâm nghiệp để tránh tình trạng đất rừng sau giải tỏa bị tái lấn chiếm. Hợp tác để nâng cao hiệu quả sản xuất cho khoai tây Đà Lạt. Các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao về triển vọng phát triển của kinh tế Việt Nam, khẳng định nền kinh tế Việt Nam vẫn đang có nhiều tín hiệu khả quan. Đột phá công nghệ chữa lành vết thương lớn trên da mở ra một cuộc cách mạng trong điều trị cho nạn nhân bỏng hoặc cho những vết thương nghiêm trọng khác. Khi giáo dân cùng chung tay bảo vệ môi trường sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cùng với công tác quản lý bảo vệ rừng, đến nay, cơ quan chức năng, các đơn vị chủ rừng và chính quyền các địa phương đã thực hiện giải tỏa trên 231 hectare đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. 9 tháng năm nay đã phát hiện 242 vụ với diện tích xâm chiếm gần 78 hectare, trong đó lấn chiếm mới 158 vụ gần 42 hectare, tái lấn chiếm hơn 36 hectare. Địa bàn chủ yếu gồm huyện Đạ Oai, Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông, v.v. Cùng với thu hồi giao cho các đơn vị nhận quản lý bảo vệ, các ngành địa phương đã tiến hành trồng rừng trên các diện tích bị lấn chiếm tại các vùng rừng được giao. Để tránh tình trạng đất rừng sau giải tỏa bị tái lấn chiếm, các ngành liên quan đẩy mạnh quy chế phối hợp, thực hiện các giải pháp quản lý, trong đó đề cao vai trò các hộ, tổ, nhận khoán, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các địa bàn được xem là điểm nóng về công tác quản lý bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tập thể cá nhân vi phạm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản số 6681 về việc chỉ đạo các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh phối hợp đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng trên địa bàn, tiếp tục rà soát, cải tiến quy trình thủ tục hồ sơ, cấp tín dụng, công khai minh bạch các quy định về đầu tư tín dụng, rút ngắn thời gian thẩm định, giải quyết hồ sơ, đề nghị vay vốn của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn vay nhưng phải đảm bảo an toàn vốn vay theo quy định, miễn giảm lãi vay đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời theo quy định. Thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các ngân hàng với doanh nghiệp để trao đổi, nắm bắt kịp thời thông tin và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tùy theo chức năng và nhiệm vụ của ngành chủ lực tích cực phối hợp với các ngân hàng triển khai các chương trình tín dụng, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng, đồng thời hỗ trợ khai thác các nguồn vốn nhàn rỗi từ các tổ chức cá nhân để doanh nghiệp có thể tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay một cách an toàn, hiệu quả. Theo Ban Quản lý Khu công nghiệp Lộc Sơn, để hoàn thành cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, thì cần nguồn vốn khoảng 70 tỷ đồng để đền bù và nâng cấp các tuyến đường giao thông. Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc có diện tích 183 ha, trong đó có 130 ha đất công nghiệp. Hiện đã có 22 hạng mục hạ tầng được đầu tư hoàn thành. Các hạng mục còn triển khai như xây dựng một số nhánh tuyến đường nội bộ, giải phóng mặt bằng điện chiếu sáng và cổng khu công nghiệp. Tuy hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn đã cơ bản hoàn chỉnh với hệ thống giao thông mương thoát nước, xử lý nước thải, nhưng vẫn cần nguồn vốn khoảng 70 tỷ đồng nữa để đền bù 17 ha còn lại và nâng cấp các tuyến đường giao thông trong khu công nghiệp do tải trọng các xe ngày càng lớn. Nguồn vốn này dự kiến đến năm 2020 mới có khả năng bố trí được. Nhằm quản lý và hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, thời gian qua, ngành chức năng huyện Lâm Hà đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra các tổ chức cá nhân hoạt động trên lĩnh vực này. Hiện nay trên địa bàn Lâm Hà có 14 tổ chức được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Trong đó có 10 vị trí khai thác cát, 2 địa điểm khai thác đất sét gạch ngói, còn lại là khai thác đá chẻ và đá xây dựng, tập trung chủ yếu tại các xã Đà Đờn, Phú Sơn, Tân Thanh, Tân Hà và Phi Tô. Nhằm quản lý chặt chẽ và hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại địa phương, thời gian qua, ngành chức năng huyện Lâm Hà đã tổ chức 25 đợt kiểm tra các tổ chức cá nhân hoạt động trên lĩnh vực này. Qua đó phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 25 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép với số tiền trên 250 triệu đồng. Ngoài tăng cường kiểm tra xử lý, ngành chức năng Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền các xã tăng cường công tác tuyên truyền trong quần chúng để phát hiện cũng như tố giác các trường hợp vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép. Từ
Từ ngày 25 tháng 10 năm 2018, cá nhân hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn được vay ngân hàng không cần tài sản đảm bảo, tối đa 200 triệu đồng thay vì trước đây là 100 triệu đồng. Khẳng định thương hiệu khoai tây Đà Lạt thông qua liên kết hợp tác sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất của loại cây trồng này. Sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, quy định mức vay cho các hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn là 200 triệu đồng. Từ ngày 25 tháng 10, 2018, cá nhân hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn được vay ngân hàng không cần có tài sản đảm bảo tối đa 200 triệu đồng, thay vì trước đây là 100 triệu đồng. Cá nhân hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh về nông nghiệp được vay ngân hàng không cần có tài sản nào đảm bảo tối đa 100 triệu đồng, thay vì trước đây là 50 triệu đồng. Đây là những điểm mới nổi bật được quy định ở Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Nghị định cũng bổ sung quy định doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhưng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp có thể được ngân hàng xem xét cho vay, không cần tài sản đảm bảo, tối đa 70% giá trị của dự án, phương án. Thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Mỗi năm, trung bình, Lâm Đồng nhập khẩu hơn 82.600 kg hạt giống cà chua vào địa bàn do 7 công ty nhập khẩu thực hiện. Riêng hạt giống cà chua Rita sử dụng làm ngọn ghép chiếm đến 98%. Bên cạnh đó, Lâm Đồng còn nhập hạt giống gốc ghép với sản lượng từ 500 đến 750 kg một năm, chủ yếu sử dụng các hạt giống Hawaii và giống 365. Ngoài ra, năm 2017, tỉnh cũng đã nhập khẩu hơn 720 kg hạt giống ớt ngọt, cà chua. 9 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu 811,6 kg trên 19 lô hạt giống ớt ngọt, cà chua. Với sản lượng giống nhập khẩu trên, đã đáp ứng nhu cầu sản xuất các loại cây giống họ cà trên địa bàn. Theo đánh giá của ngành chức năng, các công ty nhập khẩu cây giống họ cà đã cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan tới việc nhập khẩu các cây giống. Tuy nhiên, các lô hạt giống chưa được kiểm tra, phân tích giám định về virus để đưa ra biện pháp phòng trừ từ khâu kiểm dịch thực vật. Ngoài ra, một số loại giống, trong đó có hạt giống rau họ cà, được nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, không được kiểm soát về chất lượng giống bởi các cơ quan chuyên ngành, gây rủi ro rất lớn trong sản xuất. Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế, huyện Đà Tẻ đã phân bổ 7 tỷ đồng cho các xã chuyển đổi diện tích cây điều trên đất nông nghiệp hiệu quả thấp sang trồng cây dâu tằm, mía đường, tre tầm vong, tràm lấy gỗ và cây ăn trái. Theo đó, mức hỗ trợ cho một hộ nông dân trồng cây dâu tằm, mía đường, cao su, tre tầm vong tối đa là 5 triệu đồng. Cây tràm lấy gỗ, cây ăn trái là 4 triệu đồng. Diện tích hỗ trợ chuyển đổi tối đa là với một hộ dân 2 hectare. Tổng diện tích chuyển đổi là 1.379 hectare, trong đó dâu tằm trên 475 hectare, mía đường 10 hectare, cao su 253 hectare, tre tầm vong 81 hectare, tràm lấy gỗ 201 hectare và cây ăn trái là trên 356 hectare. Ngoài việc hỗ trợ kinh phí, bà con nông dân sẽ được ngành nông nghiệp huyện Đà Tẻ hướng dẫn và tập huấn kỹ thuật canh tác đối với một số cây trồng được chuyển đổi, nhất là trồng cây ăn trái tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, khoai tây là một loại cây trồng thế mạnh của Đà Lạt và được người tiêu dùng ưa chuộng bởi những giá trị dinh dưỡng vượt trội mà khó có nơi nào có thể sản xuất được. Tuy nhiên, khoai tây Đà Lạt đang đứng trước thách thức cạnh tranh thương mại với khoai tây ngoại nhập giá rẻ, nhất là vào thời điểm mùa mưa, khoai tây Đà Lạt bị sụt giảm về sản lượng. Vì vậy, các công tác nghiên cứu về giống và kỹ thuật canh tác khoai tây nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất luôn được các ngành chức năng trung ương và địa phương chú trọng thực hiện. Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 1.500 hectare đất sản xuất khoai tây, với năng suất bình quân đạt khoảng 20 tấn trên 1 hectare, tập trung chủ yếu tại thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương và một số vùng phụ cận khác. Các giống khoai tây chủ lực được đưa vào canh tác như 07, BO3, Atlantis. Nông dân Lâm Đồng cũng được tiếp cận các giải pháp kỹ thuật nhằm sản xuất khoai tây đạt năng suất cao, giảm thiểu sâu bệnh hại. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều nỗi băn khoăn mà một mình nông hộ chưa thể giải quyết được. Vì thời tiết cũng có, với lại cái thời vụ mà mình làm không thích hợp. Ví dụ như là sớm quá hoặc là muộn quá, thì thời tiết mưa nhiều á, là xuống cái giống này rất là khó khăn. Mà
lúc thu hoạch mưa nhiều cũng rất là khó khăn. Với lại thứ hai nữa là nó còn tùy thuộc vào thị trường. Đấy, cái giá của thị trường nó thấp là bà con thu hoạch cũng rất là trở ngại. Giống má bán khó này, rồi tới khoai thịt bán khó. Đứng trước thực tế đó, ngành chức năng đã có nhiều giải pháp hợp tác nghiên cứu, chọn tạo những giống khoai tây chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh và nâng cao năng suất canh tác. Một trong những hoạt động đó là chương trình sáng kiến hợp tác về nông nghiệp và cây lương thực giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc nhằm sản xuất khoai tây và phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây trồng, được triển khai tại Trung tâm Khoai tây rau và hoa Đà Lạt. Tại đây, Trung tâm đã khảo nghiệm thành công giống khoai thất Robust được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Qua đó cho thấy, giống khoai tây này có thời gian sinh trưởng khoảng 100 ngày, chất lượng cũ tốt, năng suất đạt khoảng hơn 27 tấn trên 1 hecta, cao hơn giống khoai tây Atlantic gần 16%, hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 35%, lợi nhuận kinh tế đạt khoảng 100 triệu đồng trên 1 hecta. Chúng tôi đã ứng dụng các công nghệ về kiểm tra nhanh một số các loại bệnh virus, bệnh héo xanh vi khuẩn trên khoai tây. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ứng dụng một số cái công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc để tạo ra được cái củ giống sạch bệnh virus. Chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới, thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ công nhận được 1-2 giống khoai tây có khả năng kháng bệnh khá để tổ chức sản xuất trong cái điều kiện mùa mưa với cái áp lực bệnh cao tại vùng Đà Lạt Lâm Đồng, để nhằm cái việc là chúng ta có được cái khoai tây, có cái nguồn khoai tây để cung cấp cho thị trường trong cái điều kiện mùa mưa. Song song với các nghiên cứu trong nước thì thông qua các chương trình hợp tác với nước ngoài, Lâm Đồng cũng đã nâng cao được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất khoai tây. Các chuyên gia nông nghiệp đến từ Hàn Quốc đã chia sẻ các kinh nghiệm về chọn giống, nhân giống và chăm sóc khoai tây sạch bệnh, cần kiểm soát rệp vần truyền virus một cách thích hợp trong giống khoai tây. Tại Hàn Quốc, đạt sản lượng khoai tây từ 27 đến 36 tấn trên 1 hecta, trong lúc các nước phát triển ở châu Âu chỉ đạt 15 đến 20 tấn do sử dụng giống chưa đạt chuẩn. Vì vậy, vấn đề sử dụng nguồn khoai tây giống sạch bệnh có ý nghĩa rất quan trọng và cần triển khai áp dụng. Khoai tây là một trong 4 loại cây lương thực của thế giới, có chất dinh dưỡng cao và đạt năng suất cao trên một đơn vị diện tích. Tuy nhiên, đây là loại cây trồng dễ bị nhiễm virus, nhưng nó không bị nhiễm ở giai đoạn phát triển dưới 0,2 đến 0,5mm. Và để kiểm soát virus trên cây khoai tây giống, chúng ta cần kiểm soát rệp rừng. Đây là loại vật trung gian truyền virus. Nếu kiểm soát tốt cây giống cà chua không nhiễm virus, chúng ta sẽ nâng cao năng suất khoai tây lên khoảng 30 tấn một hecta. Sản phẩm khoai tây từ Lâm Đồng được các công ty như Orion, PepsiCo thu mua chế biến, còn lại tiêu thụ tại địa phương, các tỉnh lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Khoai tây Đà Lạt luôn được người tiêu dùng đánh giá cao và là cây trồng đem lại giá trị kinh tế cho nhiều nông hộ. Cũng là loại nông sản được xây dựng thương hiệu gắn với Đà Lạt. Dù còn có những thời điểm khoai tây Đà Lạt gặp những khó khăn nhất định về điều kiện sản xuất, do mưa kéo dài, sâu bệnh hại và cạnh tranh với khoai tây ngoại nhập, nhưng khoai tây Đà Lạt vẫn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nhờ các giải pháp canh tác bền vững đã và đang được áp dụng vào sản xuất. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay là một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực. Để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh Lâm Đồng, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hệ thống phần mềm quản lý đào tạo thuộc dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, phục vụ cải cách hệ thống y tế của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, với tổng dự toán là hơn 500 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được trích từ nguồn kinh phí của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian thực hiện kế hoạch nêu trên được triển khai trong năm 2018. Được biết, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng là một trong 6 trường trọng điểm của cả nước và là trường duy nhất của khu vực Tây Nguyên và phía Nam thực hiện việc đào tạo ngành cao đẳng điều dưỡng và dược theo chương trình đổi mới đáp ứng chuẩn năng lực nghề nghiệp quốc gia, hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế, đã được Bộ Y tế phê duyệt. Hôm qua 17 tháng 10, Hội Phụ nữ huyện Đơn Dương tổ chức giải ngân nguồn vốn quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo cho hội viên phụ nữ xã Lạc Xuân. Trong đợt này, 15 hội viên phụ nữ các thôn Châu Sơn, La Bồi, Lạc Xuân 2 được vay vốn, mỗi hộ 10 triệu đồng, thời hạn vay 24 tháng để thực hiện dự án chăn nuôi bò.
Đây là những gia đình hội viên phụ nữ nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chồng hoặc con bị bệnh tật. Nguồn quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo do Hội Phụ nữ huyện Đơn Dương vận động hội viên đóng góp 5.000 đồng một người một năm. Đến thời điểm này, tổng nguồn quỹ đã vận động được gần 400 triệu đồng. Nhờ vậy, hàng năm có từ 25 đến 30 chị em phụ nữ nghèo được vay vốn để đầu tư sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình tiến bộ và hạnh phúc. Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn giao thông. Ban An toàn giao thông thành phố Bảo Lộc cho biết, từ nay đến cuối năm, Ban An toàn giao thông thành phố Bảo Lộc sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để giảm sâu số vụ và số người tử vong do tai nạn giao thông gây ra. Ban An toàn giao thông thành phố Bảo Lộc cho biết, để giảm thiểu tai nạn giao thông, các đơn vị liên quan trên địa bàn Bảo Lộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, kết hợp với đẩy mạnh các giải pháp tuần tra kiểm soát đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông. Đến nay, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trên địa bàn Bảo Lộc xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, giảm 42% so với cùng kỳ, làm 12 người chết, giảm 61% so với thời điểm năm ngoái. Trong đó không có tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Để có kết quả đó, lực lượng tuần tra giao thông đã duy trì hơn 1.500 ca tuần tra của các tổ công tác, xử lý gần 2.400 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 65 trường hợp, thu phạt trên 850 triệu đồng. Song song đó, phối hợp với các lực lượng khác của Công an Lâm Đồng tiến hành cân tải trọng, kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra tốc độ, thu phạt gần 200 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, thành phố Bảo Lộc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, tập trung phần lớn vào đối tượng học sinh, người đi xe mô tô gắn máy và xử lý các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Chiều hôm qua 17 tháng 10, Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã triệu tập tài xế Nguyễn Anh Tuấn, ngụ xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà để làm rõ hành vi điều khiển xe ô tô kéo lê một chiến sĩ công an. Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10, hai chiến sĩ công an phường 8 thành phố Đà Lạt đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự tại đường Bùi Thị Xuân phường 8 thì phát hiện chiếc xe này chưa rõ danh tính tài xế, chạy từ hướng ngã năm Đại học Đà Lạt đi Hồ Xuân Hương. Khi phát hiện xe khách đi vào đường cấm lưu thông theo khung giờ quy định, nên công an đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên tài xế không chấp hành mà còn rồ ga bỏ chạy, ủi thẳng vào Trung úy Trần Văn Bình đang làm nhiệm vụ, khiến anh Bình phải bám vào cần gạt nước của chiếc ô tô này và bị kéo lê hơn 100 mét. Làm việc với cơ quan công an, trước bằng chứng không thể chối cãi, tài xế Nguyễn Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Cùng ngày, Công an phường 8 đã bàn giao chiếc ô tô và hồ sơ ban đầu cho Công an thành phố Đà Lạt để xử lý tài xế Nguyễn Anh Tuấn theo quy định. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là phần tin trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ đang diễn ra, tương lai của nền kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều tín hiệu lạc quan. Biến đổi trực tiếp các tế bào trong vết thương thành những tế bào da mới, khỏe mạnh, mở ra một cuộc cách mạng trong điều trị cho nạn nhân bỏng và vết thương nghiêm trọng khác. Mới đây, rất nhiều các tổ chức tài chính quốc tế đã đánh giá cao về triển vọng phát triển của kinh tế Việt Nam, khẳng định nền kinh tế Việt Nam vẫn đang có nhiều tín hiệu khả quan. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng nhiều trước những cú sốc từ thị trường thế giới. Theo các chuyên gia của hai ngân hàng hàng đầu thế giới là Standard Chartered và HSBC, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 7% trong năm nay và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong một thập kỷ tới. Trong đó, nông nghiệp sẽ là một trong những động lực chính cho tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm 2018. Những năm gần đây, Việt Nam có chỉ số tăng trưởng kinh tế rất tốt. Mỗi lần tôi trở lại những thành phố lớn, đều thấy diện mạo thay đổi, sầm uất hơn. Việt Nam không còn là một quốc gia nông nghiệp đơn thuần nữa, mà đã có nhiều sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao. 6 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã đạt 7,08%, mức cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2011. Trong đó tăng trưởng của khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 8,46%. Theo các chuyên gia, Việt Nam tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng chưa quá nóng và vẫn có nhiều tiềm năng. Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần và gần đây nhất là 5 tháng trước, tôi nhìn thấy các cơ hội ở Việt Nam rất tiềm năng, rất hứa hẹn. Việt Nam là nền kinh tế năng động hơn trước, áp dụng thị trường mở, tự do, các chính sách của chính phủ có nhiều ưu đãi, thuận lợi cho các nhà đầu tư, chính trị ổn định, thủ tục nhanh chóng. Chính những điều đó đã giúp Việt Nam ngày càng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, các nguồn vốn FDI. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn để có thể giữ chân và phát huy tốt dòng vốn đó.
Các nhà đầu tư không bao giờ bỏ tiền vào nơi mà họ không thể kinh doanh lâu dài hoặc không sinh lợi. Việt Nam đã thu hút được nhà đầu tư thì điều quan trọng hơn là phải giữ chân được họ mới thật sự thành công. Việt Nam cần cải thiện, cải cách liên tục để bắt kịp với thời đại công nghệ 4.0. Các chuyên gia cũng lưu ý, trong bối cảnh chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ đang diễn ra, tương lai của nền kinh tế Việt Nam có thể vẫn sẽ chịu ảnh hưởng trước những cú sốc từ thị trường thế giới. Tuy nhiên, với những số liệu lạc quan được dẫn chứng, thì mục tiêu tăng trưởng 6,7% tới 6,8% của kinh tế Việt Nam là hoàn toàn khả thi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang soạn thảo dự thảo thông tư ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia. Trong đó, Bộ đề xuất 15 sản phẩm trong danh mục này. 15 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia gồm lúa gạo, cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, chè, sắn và sản phẩm từ sắn, sâm, rau quả, lợn, bò thịt, gà, cá tra, tôm, vốn tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm, gỗ và sản phẩm từ gỗ. Qua tổng quan kinh nghiệm quốc tế về xác định và phát triển sản phẩm chủ lực, có 4 nhóm tiêu chí chính mà hầu hết các nước đều sử dụng để xác định sản phẩm nông nghiệp chủ lực của mình, bao gồm nhóm tiêu chí về kinh tế, nhóm tiêu chí về xã hội, nhóm tiêu chí về môi trường, nhóm tiêu chí về sản phẩm ưu tiên phát triển. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Không ít trường hợp phải gán cả đất đai, ruộng vườn hoặc làm công trên chính đất cũ của mình để trả nợ. Đó là hậu quả của tình trạng mua nợ hàng hóa, vay tiền với lãi suất rất cao mà hiện nay nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đang gặp phải. Đất người ta lấy rồi là đi làm mượn, đi làm thuê, người ta có tiền là mua kẹo ăn. Bây giờ thì mình làm vất vả lắm. Tới mùa vụ thu thì nó mang xe đến tận rơi thì nó chở về thu hết. Lại mình đi về tài trắng. Bây giờ mình còn nợ ở ngoài là bao nhiêu? Có 100 triệu ạ. Bây giờ một năm thì mình trả được bao nhiêu? Có được 2 triệu mình đưa 2 triệu. Được 5 triệu, đưa 5 triệu. Nếu được 3 triệu, trả 3 triệu. Giờ này nó hết, nó không lấy lại nữa, không tính lại nữa. Nó không có nữa. Ông R cầm thóc ở Buôn Sai, xã Chư Ngọc, huyện Krông-pa không còn nhớ rõ mình vay nợ khi nào. Ông chỉ nhớ là ban đầu vay một bao gạo 50 kg, sau đó thỉnh thoảng trong nhà thiếu thứ gì lại ra quán ký nợ hoặc vay thêm vài 3 triệu để trang trải trong gia đình. Thế nhưng theo thông báo của chủ nợ, tính đến nay số tiền ông nợ đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Cho dù hiện tại chủ nợ không tính lãi, chỉ tính số tiền nợ hơn 100 triệu đồng, nhưng chỉ dựa vào việc đi làm thuê thì có lẽ số nợ ấy còn phải kéo dài đến đời con cháu của ông. Còn trường hợp của gia đình bà Kepa Hergrum ở Buôn Thiêm, xã Phú Cần, huyện Krông-pa thì lại bị chủ nợ lấy đất vì cho rằng gia đình bà không đủ khả năng trả nợ. Được biết, năm 2014-2015, gia đình bà vay nợ số tiền 40 triệu đồng để mua sắm quần áo, sách vở cho con cái đi học và tổ chức đám cưới cho con gái. Sau hơn một năm, số tiền cả gốc và lãi lên gần 90 triệu đồng. Năm này là chị đi trả là 10 triệu. Mình sang năm là làm cá mì, cá làm thuốc nữa là trả hết nợ. Mà ông kia là thu đợt luôn, người ta không chịu. Không chịu cho mình nợ đúng không? Ừ, không cho chịu nợ. Đất người ta lấy rồi là đi làm mượn, đi làm thuê, người ta có tiền là mua kẹo ăn. Tương tự như vậy, chị Cờ So Hờ Lon ở làng Gung A, xã Ia Khe, huyện Phú Thiện, ban đầu chỉ vay 800 triệu đồng để mua vật tư phân bón gạo. Sau nhiều năm, cả nợ gốc và lãi lên tới 240 triệu đồng. Không có tiền để trả khoản vay, chị đã phải gán mảnh đất rẫy 1,6 hectare cho chủ vay với giá 80 triệu đồng. Số tiền 160 triệu đồng còn lại, chủ nợ yêu cầu chị phải làm công trên chính mảnh đất từng là tài sản của gia đình chị trong vòng 7 năm để trả nợ. Bây giờ thì mình làm vất vả lắm. Tới mùa vụ thu thì nó mang xe đến tận rơi thì nó chở về thu hết, lại mình đi về tài trắng. Thay vì sống ổn định với thu nhập mỗi năm trung bình khoảng 40 triệu đồng từ 1,5 hectare mía và 5 sào mì. Thế nhưng mấy năm nay gia đình anh Đinh Tết ở làng Lợt, xã Đắc Hờ Lơ, huyện Cờ Bang vẫn luôn thiếu trước hụt sau. Vì làm bao nhiêu trả nợ hết bấy nhiêu.
Anh Trết cho biết, năm 2014 anh vay bên ngoài 20 triệu đồng, mỗi tháng trả lãi 600 ngàn đồng. Vì không có tiền để trả nên nợ cũ, nợ mới, lãi mẹ đẩy lãi con. Nên cứ sau mỗi đợt thu hoạch lại bán hết cho đại lý để trừ nợ. Một năm em thu được cũng được 50 triệu mà đi trả nợ hết. Trả nợ mà chưa đủ trả nợ mà một năm ví dụ bán mỹ ở đây mà trả xong rồi đi mượn lại đại lý ấy. Đau ôm gì thời đi vậy lại đại lý không có tiền mà mùa này làm ăn cũng hơi khó. Trên đây chỉ là một vài mảnh đời đen bạc đang phải sống trong khổ sở lo lắng và thậm chí là sợ hãi bởi tín dụng đen mà chúng tôi ghi nhận được. Chưa có thống kê chính xác, song chắc chắn là tín dụng đen đã bủa vây hầu hết các buôn làng, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Và đã có rất nhiều hộ gia đình vốn đã nghèo thì nay lọt xuống dưới tận cùng của giới hạn nghèo và dường như không còn lối thoát bởi những chiếc vòi bạch tuộc mang tên tín dụng đen đang siết chặt. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm, dịch bạch hầu lại tái xuất tại tỉnh Kon Tum, đã có 2 trong tổng số 6 bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu tử vong. Hiện tỉnh Kon Tum đang nỗ lực ngăn chặn căn bệnh này lây lan thành dịch trong cộng đồng. Trong hơn 2 tuần qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận 6 bệnh nhân có biểu hiện đau họng, ho khan, sốt nhẹ, họng có giải mạc. Kết quả xét nghiệm xác định có 2 bệnh nhân dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Cả 2 bệnh nhân này đều đã tử vong. Một bệnh nhân khác đang được điều trị nhưng tiên lượng rất xấu. Đáng lo ngại là hiện nay, Kon Tum đang thiếu huyết thanh kháng độc tố bệnh bạch hầu. Mà em vẫn không thấy lo, vì bệnh này nó hay lây người. Thì em cũng thấy lo lắm. Tại từ trước bây giờ thì em có được tiêm phòng không? Vì sao? Dạ không ạ, bọn em tại vì ở vùng sâu vùng xa nên không được tiêm phòng được. Huyết thanh kháng độc tố bạch hầu trước kia thì được sản xuất tại Việt Nam nhưng bây giờ thì không được sản xuất nữa. Về vấn đề nhập khẩu cái huyết thanh kháng độc tố bạch hầu này cũng gặp nhiều khó khăn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã làm công văn chuyển cho Cục Quản lý Dược và Cục Quản lý Dược đã có công văn trả lời đề nghị công ty xuất nhập khẩu Đức Minh làm thủ tục để nhập cái huyết thanh kháng độc tố bạch hầu về điều trị kịp thời. Trước tình trạng bệnh bạch hầu bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp, tỉnh Kon Tum đang khẩn cấp triển khai đồng loạt nhiều biện pháp ngăn chặn bệnh dịch lây lan, đồng thời cũng đã liên hệ với ngành chức năng để có thuốc kháng độc tố bạch hầu điều trị cho bệnh nhân. Theo dự kiến, sẽ có gần 8.000 người ở khu vực phát hiện dịch bệnh cần được tiêm phòng. Mình tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền cho người dân biết được các cái dấu hiệu mà mắc bệnh bạch hầu như là viêm họng, rồi mũi thanh quản, họng đỏ, đau, mệt và da xanh nhợt để cho người dân biết khi có những cái dấu hiệu mắc bệnh như vậy phải đến ngay cơ sở y tế kịp thời để được các bác sĩ tư vấn khám, điều trị và cách ly. Tỉnh Kon Tum cũng đã cấp trên 5.200 viên kháng sinh erythromycin để điều trị dự phòng trong những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu. Theo các nhà đàm phán của Mexico, mặc dù thỏa thuận thương mại tự do mới giữa 3 nước Mỹ, Mexico và Canada làm gia tăng chủ nghĩa bảo hộ tại khu vực Bắc Mỹ, song thỏa thuận này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Mexico nhất. Ông Jesus Seed, người phụ trách các cuộc đàm phán của chính phủ cánh tả sắp tới của Mexico cho biết, ông tin rằng thỏa thuận thương mại tự do vừa được Mexico, Canada và Mỹ đạt được hôm 30 tháng 9 vừa qua sẽ giúp Mỹ tạo thêm nhiều công ăn việc làm hơn. Song Mexico thậm chí sẽ còn được lợi nhiều hơn thế nếu nước này biết tận dụng các lợi thế về chi phí, đặc biệt là trong ngành công nghiệp ô tô, vốn là trọng tâm của thỏa thuận. Ông sẽ thừa nhận rằng thỏa thuận mới này khiến hoạt động thương mại ít tự do hơn so với NAFTA cũ. Tuy nhiên, để tránh bị áp thuế nhập khẩu 25% đối với mặt hàng ô tô, các công ty châu Á và châu Âu sẽ chuyển nhà máy tới khu vực Bắc Mỹ nhiều hơn. Ước tính, lượng sản xuất phụ tùng ô tô ở Mexico sẽ tăng khoảng 10% trong vòng 3 năm tới, trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô phải tuân thủ các quy định ngặt nghèo hơn theo thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada. Các nhà nghiên cứu y học Colombia vừa tuyên bố đã phát triển một kỹ thuật mới sử dụng liệu pháp tế bào gốc nhằm chống lại sự đào thải của cơ quan được cấy ghép, góp phần giúp bệnh nhân ghép tạng thành công.
Chương trình nghiên cứu do các chuyên gia thuộc Đại học Vaje, bang Tây Nam Vaje Đền Cao Ca thực hiện. Các chuyên gia đã thử nghiệm kỹ thuật tiên tiến này trên những con lợn được ghép phổi. Kết quả cho thấy không có những triệu chứng đào thải ghép tạng thông thường như giảm chức năng phổi, khó chịu, đau, viêm, sốt và suy hô hấp. Dự kiến phương pháp mới này sẽ được ứng dụng lên cơ thể người vào năm tới, đặc biệt ở những bệnh nhân suy thận. Nếu chương trình đạt hiệu quả, các bác sĩ Colombia sẽ áp dụng kỹ thuật ghép này sang những bộ phận khác của cơ thể người như tim, gan và tuyến tụy. Thay vì chờ đợi cho vết thương lành hoặc thực hiện cấy ghép, các nhà khoa học Mỹ hiện đang nghiên cứu ý tưởng biến đổi trực tiếp các tế bào trong vết thương thành những tế bào da mới khỏe mạnh. Kỹ thuật này được kỳ vọng sẽ mở ra một cuộc cách mạng trong điều trị cho nạn nhân bỏng hoặc cho những vết thương nghiêm trọng khác. Các nhà nghiên cứu Viện Nghiên cứu Sinh học SAC tại San Diego, California của Mỹ đã tiêm các virus được chuyển hóa vào vết thương trên da của một con chuột. Những virus này mang các nhân tố chuyển hóa, đẩy các tế bào trung mô tại nơi bị tổn thương lên bề mặt của cơ thể và biểu hiện thành các gen mới. Sau quá trình chuyển hóa, các tế bào này trở thành tế bào biểu mô, tức là tế bào của da. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết cần thận trọng khi chuyển tiếp phương pháp này cho người vì da người có lớp biểu bì dày và phức tạp hơn. Bãi biển Boracay của Philippines sẽ chính thức được đưa trở lại trong tháng 10 này để khai thác du lịch, nhưng với một loạt quy định chặt chẽ. Cùng với việc được kinh doanh du lịch trở lại, Boracay sẽ chịu sự quản lý của một loạt các điều luật và quy định về môi trường và xây dựng. Việc du khách hút thuốc, uống rượu hoặc đặt giường ghế bàn ô trên bãi biển đều bị cấm. Các kỹ thuật viên massage, người bán hàng rong cũng không được hoạt động trên bãi biển. Đồ nhựa dùng một lần cũng bị cấm. Ngay cả những hoạt động thể thao trên biển cũng bị loại khỏi khu vực 100 mét tính từ đường bờ biển. YouTube là trang web chia sẻ video phổ biến nhất thế giới hiện nay, nơi người dùng có thể tải lên hoặc tải về máy tính hay điện thoại và chia sẻ các video clip. Trang chia sẻ video này đứng ở vị trí thứ 9 trong top 10 thương hiệu được ưa chuộng tại Mỹ với tỷ lệ ưa thích là 73,8%. YouTube là một trang web lưu trữ chia sẻ video trực tuyến phổ biến nhất hiện nay trên thế giới. YouTube ra đời vào năm 2005, trước khi được Google mua lại vào năm 2006. Theo số liệu công bố của YouTube, hiện nay họ đã có hơn 1 tỷ người dùng với hơn 76 ngôn ngữ khác nhau. YouTube kiếm được doanh thu quảng cáo từ Google AdSense, một chương trình nhắm mục tiêu quảng cáo theo nội dung và đối tượng của trang web. YouTube cũng đã trả 2 tỷ đô la Mỹ dành cho những chủ bản quyền đã chọn kiếm tiền từ các xác nhận quyền sở hữu của họ kể từ khi Content ID ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007. Tuy nhiên, người dùng cũng đặc biệt chú ý khi sử dụng mạng xã hội này do có nhiều hình ảnh nhạy cảm cũng như lời bình luận không có tính nhân văn. Phần cuối của chương trình thời sự tối nay, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và thói quen của người dân trong vấn đề bảo vệ cảnh quan môi trường. Giải quyết ô nhiễm môi trường, ứng phó với những biến đổi tiêu cực của khí hậu là những vấn đề lớn cần sự chung tay của cả cộng đồng, bất kể tổ chức tôn giáo. Tại tỉnh Lâm Đồng, xây dựng nông thôn xanh, sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo nếp sống văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống là phong trào nhận được sự đồng tình của người dân và các giáo dân. Cùng với sự tham gia nhiệt tình của các chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo và người dân ở vùng sâu vùng xa, tình trạng vứt rác thải bừa bãi đã được hạn chế, nhân dân được hưởng bầu không khí trong lành, môi trường sạch đẹp với những cảnh quan xanh mát. Hôm nay, người dân tại thôn Thanh Bình, xã Phi Liên, huyện Đam Rông lại tập trung tại nhà văn hóa thôn để phân công nhiệm vụ thu gom rác thải, chỉnh trang lại cảnh quan tuyến đường liên thôn. Không phân biệt tôn giáo, trong không khí hòa hợp, mỗi người đều tập trung để làm con đường trước nhà đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Thôn Thanh Bình, xã Phi Liên có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống và theo 2 tôn giáo chính là Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Đây là một trong những mô hình điểm được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đam Rông chọn để triển khai mô hình các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Qua 2 tháng thực hiện mô hình, với sự vận động của trụ trì chùa Quang Minh và nhà thờ Phi Liên ở nơi đây, người dân có đạo phối hợp với nhân dân để lao động dọn dẹp vệ sinh tại các khu dân cư, tổ chức trồng cây xanh, xây dựng khu chăn nuôi xa khu dân cư, thực hiện đổ rác đúng nơi quy định. Cùng với đó, 100% hộ dân trong thôn đã ký bản cam kết thực hiện việc bảo vệ môi trường. Tại chùa, mỗi đêm đều có là những Phật tử đến để mà tụng kinh, đi giờ tiền đồ. Thì chùa trong cái lồng ghép ở trong cái vấn đề đó thì cũng để nói cho con người, cho Phật tử ý thức được cái việc mà bảo vệ môi trường, vì đó là điều rất là quan trọng. Và nó cũng là đem đến cái sự ảnh hưởng đến cái cuộc sống cũng như là cái sức khỏe của con người. Được sự hướng ứng rất là nhiệt tình của bên Phật tử và bên giáo dân, cũng kể cả coi như toàn dân trong thôn cũng đã tham gia, tức là có sự phân công cụ thể, tức là cũng đã tổ chức trồng cây đấy, cùng các Phật tử rồi các giáo dân đã trồng được một số cây, ví dụ điểm chùa Quang Minh hiện tại cũng đã trồng cây phân tán chùa, và dọc trên đường liên thôn của Thanh Bình thì cũng đã tổ chức trồng cây, trong đó có sự tham gia của bên nhà chùa và nhà thờ giáo xứ. Còn đối với đồng bào giáo dân, tín hữu Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Rờ Chai, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, không sử dụng các chất gây nghiện, sử dụng có hiệu quả nguồn nước sạch, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, không xả rác bừa bãi, phân loại rác thải theo quy định, v.v. đã thành một thói quen của họ. Để công tác bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả, nhiều năm qua, mục sư Hà Nhiếu và Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Rờ Chai đã vận động bà con tín hữu thực hiện chương trình xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp do Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Trọng phát động. Gắn với thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Những hành động dù nhỏ bé như nhặt rác, vứt rác đúng nơi quy định đã truyền tải thông điệp lớn hơn đến với mọi người, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư. Trước đây thì họ cũng thấy bỏ rác bừa bãi theo dọc đường, gặp đâu bỏ đó, nhưng bữa nay theo chủ trương tuyên truyền theo Hội Thánh bên nhà thờ, họ tuyên truyền mỗi tuần là 3 buổi, tại vì lúc nào phải nhắc về môi trường, tài nguyên môi trường, thu gom rác thải, thì thấy ý thức bà con rất là cao, họ nhận thức là theo thôn xóm là thấy họ sạch sẽ hơn, trước đây là thấy tốt. Thì Mặt trận xã Phú Hội cũng đã phối hợp với các tổ chức tôn giáo để xây dựng cái mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thì trong quá trình thực hiện thì nổi lên tấm gương là của mục sư ca xã Hà Nhiếu, là mục sư quản nhiệm của chi hội Cơ Đốc Phục Lâm Rờ Chai 2. Thì trong quá trình thực hiện thì mục sư đã thực hiện rất tốt cái việc là phổ biến tuyên truyền cho tín đồ thực hiện cái việc giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Trong việc tham gia dọn vệ sinh môi trường thì ngoài việc vận động và tín đồ thực hiện thì mục sư cũng tích cực tham gia cùng với tín đồ. Hiện nay tại tỉnh Lâm Đồng, mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư đã được triển khai ở 21 khu dân cư tại 18 xã phường thị trấn. Cùng với sự tham gia càng tích cực của các tổ chức tôn giáo trong việc vận động tín đồ hoạt động bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và thói quen của người dân, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm trong bảo vệ môi trường. Từ đó thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng của các tổ chức tôn giáo, của cả cộng đồng cùng chính quyền các cấp trong việc tìm ra những giải pháp căn cơ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.